Câu cá là một trong những môn thể thao đi tiên phong trong việc xã hội hóa. Nói như vậy là bởi cứ mỗi lần giải đấu diễn ra đều thu hút rất đông các cần thủ tham dự. Ngay như ở giải thi câu mà đơn vị là câu lạc bộ câu cá sông Hồng tổ chức mới đây cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn khi có tới trên 160 cần thủ ở các câu lạc bộ đăng ký tranh tài. Trước tiên là câu lạc bộ câu cá sông Hồng xin phép hiệp hội, và hiệp hội cho phép tổ chức giải bằng nguồn vốn kinh phí xã hội hóa. Và thật sự ra thì cái xã hội hóa này nó mang tính chất rất là hay. Tôi thấy rằng anh em đóng góp một chút thôi, không đáng kể, tự tham gia, tự câu cá, và cái phần thưởng nó nằm trong cái khuôn khổ cho phép của pháp luật. Cái việc mà tổ chức xã hội hóa kinh phí ấy, thì nó rất là có lợi. Vì có thể hội, nhóm vài ba chục người hoặc là một vài trăm người tổ chức, ok là ta phát cành nên đi thôi. Và cái kinh phí nó thật là nhỏ thôi, chủ yếu là anh em giao lưu, học hỏi kinh nghiệm là chính. Có thể thấy, phong trào câu cá theo hướng xã hội hóa đang bùng nổ tại Việt Nam. Đặc biệt là từ khi Hiệp hội Câu cá ra đời, đã tạo ra cú hích rất lớn để câu cá từ loại hình tự phát, giải trí đơn thuần, trở thành một môn có tổ chức và phát triển vượt bậc. Chính vì vậy, sau 14 năm thành lập, câu lạc bộ câu cá sông Hồng đã dần tạo được thương hiệu lớn trong giới những người yêu thích bộ môn mang tính giải trí này. Tôi thấy là cái kinh phí xã hội hóa, anh em hào hứng hơn và người ta có cái cảm giác nó rất là thoải mái, nó thích hơn vì nó không phải dựa vào một cái nguồn kinh phí nào cả, bằng chính những cái có thể là chẳng hạn như là một vài ngày lương của người ta bỏ ra để tham gia, nó rất là vui. Năm nay thì chúng tôi tổ chức này là gói gọn đấy, chứ nếu như không thì sẽ rất là đông. Anh em người ta đăng ký rất là đông, các câu lạc bộ đều đăng ký vượt quá cái mức mà quy định. Câu cá giải trí là môn thể thao ngoài trời dễ thực hiện, không phân biệt tuổi tác, đối tượng, kinh tế hay địa vị xã hội. Tất cả mọi người đều có thể tham gia thực hiện. Vì thế, việc xã hội hóa môn thể thao này đã nhận được sự ủng hộ rất cao từ phía các cần thủ. Hiện nay cả nước có hơn 30 câu lạc bộ câu cá và tất cả đều tạo ra không khí vui vẻ, hấp dẫn nhờ xã hội hóa và tự chủ 100% kinh phí. Vậy nên, giải thưởng cho mỗi giải đấu cũng tùy thuộc vào nguồn kinh phí mà các cần thủ đóng góp.